Ôi đấy cha yêu dấu của chúng con. Chúng con cảm tạ ngợi khen cha. Cha đã yêu chúng con. Cha đã mời gọi chúng con đến với cha để chúng con ca ngợi. Tôn vinh cha trong giây phút này. Cha là đứng để đáng chúng con tin cậy Ngài. Cha là đứng để chúng con đáng thờ phượng Ngài. Chúng con ca ngợi Ngài. Chúng con ca ngợi như David. Chúa ơi, xin Chúa đổ tràn đầy Thánh Linh trên em chúng con trong giây phút này, để nhờ Thánh Linh mở môi miệng chúng con ca ngợi Chúa, tôn vinh Ngài, con chúc tụng ngợi khen cha. Amen. Thì chúng ta hát bài thánh ca nha. Yêu họ. Em tới mọi bên đến bên về nhà là Christ Jesus con. Em tin thắng linh đi thay đổi một phần. Nhìn thọ tạo lớn lao cha dựng lên cầm kéo tay con ngoan. Lắng sâu khi tôi trong yên lặng mà thân tôi vậy được có thêm lên nhiều con lòng con cha hết thấy con yêu cha trong con người ta. Định ngài tỏ cho con người bí mật trong vô cùng để ta thế nhân tâm tư quy hoàng thương trong quyết lần quyền ác mang văn xa để có các bên nói chẳng bằng tạo của cha. Người và quyết Giê-xu con tiến bay thanh linh vinh vinh con luôn. Tiến bay thanh linh cảm ơn Chúa. Hát bài lần nữa nhé. Người đời cảm xúc lắm sâu sắc từ trong tâm đau vẫn yêu cha trong con và người ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ôi cha yêu dấu ơi, đời đời mọi vinh hiển quy về Cha và Chúa Giêsu Christ và Chúa Thánh Linh. Ôi Chúa ơi, ba ngôi là một luôn mãi muôn đời. Cha là đứng thật khéo tay và khôn ngoan dựng nên các thọ tạo trên đất này. Chúa ơi, chúng con là những người được Cha tạo dựng, là những người con. Chúng con đang khao khát tâm linh Cha. Chúng con đều cùng ca ngợi dân Cha, chúc tụng ngợi khen Cha. Dự định của Ngài đã tỏ cho chúng con những bí mật của Ngài. Chúa ơi, khi chúng con là những người đi theo đường lối của Ngài, nhờ sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jesus mà năng quyền ác ma phải quăng xa, chúng phải bỏ lần người ta khỏi đời sống chúng con, thì chúng con đi theo Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Cha, con ngợi khen Cha. Amen. Imagine you had invested in Google, Tesla, or Bitcoin back in 2009. Here's the next. Chọn trong Kính chúc chúng ta,
Chúa chúng con chúc tụng ngợi khen Cha là đứng yêu quý thay. Ôi Chúa chúng con chúc tôn danh Ngài. Abba chúng con tuyên chức ngai Ngài đời đời tôn thờ tán vĩ Cha. Ôi Chúa Giêsu ơi là chiên con là đứng ở trên ngai trời. Chúng con cùng nhau quỳ tại đây thành kính trước nhân Thiên Chúa. Ôi huyết của Ngài tuôn đổ trên chúng con, vì Ngài đã chết thay tội lỗi cho chúng con, nên Ngài đã đắc thắng, để cho chúng con cũng được đắc thắng. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài, xin cho chúng con trong buổi nhóm hôm nay được tràn ngập tình yêu của Ngài. Xin Chúa mở, xin Chúa ban, Chúa Thánh Linh đến mở miệng chúng con, để chúng con cùng nhau cầu nguyện cho những nhu cầu cho tất cả những các mục sư lãnh đạo. Ôi chính Chúa là mục sư của chúng con là và là đứng lãnh đạo chúng con. Chúa ơi, Chúa biết những khả năng của mỗi anh chị em chúng con, những tri thức của chúng con không có đủ, nên Chúa dạy chúng con qua mục sư Cường giữa sự khôn ngoan, sự tri thức ở trong ông, qua ông mà chúng con nhận được những tinh hoa có giá trị trong đời sống của chúng con. Ôi, chúng con nhận được sứ mạng tiền định của chúng con qua ông. Cảm ơn Chúa. Đây là chương trình của Ngài đặt để trên chúng con. Ôi, Chúa ơi, xin Chúa chúc phước cho mục sư của chúng con, cho ông được dày dạy Đức Thánh Linh, để ông cùng với chúng con đem tin mừng Đức Trời đến cho mọi người. Ôi, nhất là dân tộc Việt Nam của chúng con. Ôi, Chúa ạ, còn biết bao nhiêu người chưa nhận được vương quốc của Ngài. Chúa ơi, chúng con... con tin rằng Chúa dùng chúng con là những người cưu mang họ, chăm sóc họ, cầu thay cho họ, sẽ cho họ nhận được vương quốc ngàn năm trong ngày sau cuối này. Ôi Chúa ơi, khi chúng con cùng nhau cầu nguyện cho họ, xin Chúa chúc phước cho mục sư của chúng con, cho căn nhà của mục sư của chúng con mới dọn vô, cho đầy được đầy dẫy Đức Thánh Linh vào căn nhà của ông. Ông sẽ dùng căn nhà này để truyền tải những sứ điệp của Ngài ra khắp toàn cầu. Ôi Chúa, để không quyền lực nào có thể ngăn cản ông làm những công việc này. Ôi Chúa ơi, xin Chúa chúc phước cả những chiếc xe của ông nữa. Đó là công cụ của ông đi đường. Cảm ơn Chúa. Còn cảm ơn Ngài đã yêu chúng con, đã đặt để chúng con. Cảm ơn Chúa. Chúa đã cho chúng con và anh chị em chúng con đây là những người đã được Chúa tuyển chọn là đạo quân đặc nhiệm qua mục sư đã Cường đã đào tạo cho chúng con. Cảm ơn Chúa, nay chúng con được mạnh mẽ đắc thắng công việc của chúng con. Khi Chúa ở trong chúng con, Chúa sẽ soi đường chúng con đi. Chúa ơi, còn cầu nguyện cho các mục sư lãnh đạo, cho các linh mục, giám mục. Ôi Chúa, xin Chúa đổ thần của Ngài trên các họ, để họ nhận được các sứ mạng tiền định của họ, để họ đem lời của Chúa chính xác vào lời của Ngài, để rao giảng cho con dân của họ, để họ biết rằng họ đang dẫn dắt những con chiên của Chúa
đó là Ngài đã ban cho họ. Ôi Chúa ơi, xin Chúa cho họ biết nhận ra sứ mạng của họ, những chương trình của họ trong nước trời. Đó là điều mà Chúa muốn họ phải đem con dân của Ngài. Ôi cảm ơn Chúa, xin Chúa chúc phước, chúc lành cho họ, ban cho anh chị em chúng con trong buổi tối hôm nay. Xin Chúa đổ tràn đầy Đức Thánh Linh trên anh chị em chúng con, để chúng con được ngập tràn đầy dẫy Chúa Thánh Linh. Cảm ơn Chúa, con ngợi khen Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Ok, là Chúa đã cho con trai ơn cảm ơn rất nhiều vì ơn Ngài và bảo chúng con mỗi ngày ơn Ngài khiến chúng con ngày càng mong muốn theo Ngài nhiều hơn, ngày càng mong muốn khao khát Ngài nhiều hơn, ngày càng muốn tìm kiếm được những điều, những sự dạy dỗ của Ngài, những bản tính của Ngài trong đời sống con. Ôn cảm Ngài rất nhiều Chúa con. Cha mẹ thuộc linh của chúng con, những người đã dẫn dắt chúng con, những người đã giúp đỡ chúng con, để chúng con hiểu biết về Chúa nhiều hơn, để chúng con học tập ra những bản tính, những hình ảnh của Ngài một cách sống động hơn qua những người lãnh đạo, những người dạy dỗ thuộc linh, cha mẹ thuộc linh của chúng con. Ôn cảm Ngài rất nhiều Chúa con. Ôi xin Ngài giúp con để chúng con biết học cách, trước tiên con học tiếp văn lời cha. Ôi để chúng con chúng con nghe những sự dạy dỗ chúng con không chỉ đơn giản là nghe từ một người nào đó, nhưng con biết rằng Chúa đang giảng dạy qua những người mà Chúa đặt để trên chúng con, những cha mẹ thuộc linh của chúng con, mục sư của con, để chúng con biết mà nhận lấy lời của Ngài, để con biết mà lấy lời của Ngài để nuôi dưỡng đời sống của mình, khiến cho mình ngày càng trưởng thành hơn, ngày càng ăn lời Chúa một cách cẩn thận, nghiền ngẫm, sử dụng những lời đó, trở thành chất dinh dưỡng cho cơ thể chúng con, để cho nó thành cách sống, thành tế bào, thành cách nghĩ, thành cách nhìn của chúng con, thành cách nói của chúng con, xin Ngài giúp con trả, biết rằng nếu chúng con mà không nương dựa Ngài, chúng con chỉ chịu sức mình thì con sẽ rất khó để con có thể làm có thể hình thành nên được những cái sự dạy dỗ của Ngài trên đời sống con, nhưng con biết nương dựa Ngài và chúng con đi theo Ngài một cách trung tín và không một cách gọi là không một cách náo núng trà ô, không một cách không chúng con đi theo Ngài mà không quay lại cha, chúng con không quay lại những gì đã làm sao cha, nhưng mà chúng con luôn bươn tới những sự trước cha, chúng con đi theo Ngài mỗi ngày cha, tiến tới những gì mà Ngài đã hết định cho chúng con. Cảm Ngài rất nhiều Chúa con. Xin Ngài ở cùng với lại những người hướng dẫn chúng con, thiên thần của Ngài đổ đầy chứ, nhất là việc sư của con, sư Cường cha, để ông có sự không ngon đại giải của Ngài cha, để ông được sự được Chúa bày tỏ ra những sự mạo nhiệm của Ngài cha, được Đức Thánh Linh dẫn dắt cha, để những gì ông nói, nó không phải là ông nói nữa cha, nhưng mà chính Chúa nói với ông cha, để những sự mạo nhiệm, những sự cao sâu, những sự dạy dỗ một cách thực, một cách tế và một cách rõ ràng sống động, xin mẫu chúng con để chúng con lắng nghe, để chúng con học theo, để chúng con để chúng con nhìn biết được những cái đường lối của Ngài, những ý muốn của Ngài, những cái cách làm của Ngài, những suy nghĩ của Ngài, cũng cảm nhận rất nhiều Chúa con. Xin Ngài ở cùng mục sư của con, trong tất cả những công việc mục sư con đang làm xa, trong những công việc, từ công việc nhỏ đến công việc lớn cho, từ việc ăn uống, từ việc nghỉ ngơi, từ việc làm việc kiếm tài chính, từ và quan trọng nhất đó là công việc mà hoàn thành sứ mạng của Chúa cha, xin Ngài giúp đỡ
sự con để ôn sư con bươn theo những cái sự mà Chúa đã giao phó cho một sư con hoàn thành những khái tượng sứ mạng mà Chúa đã đặt để cho một sư con ôi để có thể xây dựng nên vương quốc của Ngài ở trên dân tộc Việt Nam cũng con chơi xây dựng nên vương quốc của nước trời trên mỗi con người Việt Nam của chúng con chơi xây dựng nên một đất nước văn minh cường thịnh xa xây dựng nên một hệ thống giá trị của nước Chúa trời trên tất cả các lĩnh vực trong đất nước của con trời những lĩnh vực về khoa học, về chính trị, về văn hóa, về du lịch, về công nghệ, về giáo dục, về vui chơi giải trí, về nghệ thuật. Xin Ngài giúp đỡ sư con để những sự bày tỏ của Ngài được tung tràn ở trong sư con để cho tất cả những lĩnh vực đó nó sẽ được được đặt để một nền móng vững chắc cha. Để cho tất cả những gì chúng con làm, tất cả những gì mà những công dân Chúa, những người trong vương quốc của Ngài sẽ xây dựng ở trong mỗi người sẽ đảm nhận một chức việc cha. Và chúng con sẽ xây dựng trên nền tảng của lời Chúa cha ơi, chúng con xây dựng trên nền tảng của thế gian này nhưng mà xây dựng trên nền tảng của lời Chúa. Để cho những gì chúng con xây dựng nó sẽ là đời đời cha, những thứ được vững chắc đời đời cha ơi, cả ngày rất nhiều Chúa con. Xin Ngài ở cùng một sư con trong những thời gian tiếp theo cha. Để ông có thể có một cuộc chiến ở bên Hoa Kỳ cha. Ông cầu xin Ngài giúp đỡ ông cho tất cả những cái việc giấy tờ, cho tất cả những cái sự đi lại, những cái người sẽ làm việc để cấp phép cho một sư con qua bên Hoa Kỳ thì xin Chúa chúc phước cho họ và làm cho mọi thứ trở nên trơn tru cha, mọi thứ trở nên một cách dễ dàng cho vì Chúa con đã hạch định một được con đường cha, và chúng con đi theo những gì Ngài dẫn dắt cha, nếu mà đó là con đường của Ngài cha, con đường mà Ngài đã dành sẵn để chúng con hoàn thành để con đi đến thì con chắc chắn mọi thứ sẽ được diễn ra một cách một cách đẹp ý Ngài cha, cảm Ngài rất nhiều Chúa con. Xin Ngài ở cùng một sư con, xin Ngài ở cùng ông cho các mối hệ của ông, nhắc trên hôn nhân của ông cha, để những gì mà ông đã trải qua, những gì mà ông đã được kinh nghiệm trong đời sống hôn nhân của mình nó sẽ là một bài học, là một cái món quà lớn mà Chúa ban cho ông để ông sử dụng nó, để sử dụng nó một cách triệt để ra, ông sử dụng nó những gì mà Chúa ban cho ông, những gì mà Chúa đã cho ông trải nghiệm qua, ông sẽ học hỏi được những điều tuyệt vời từ những điều đó ra, và ông không nhìn những cái điều mà ông trải qua nó là chỉ là những sai lầm của bản thân mình, nhưng mà ông nhìn được là Chúa đã đặt để ông ở trong những cái hoàn cảnh đó để ông nhận ra rằng những cái ông nhận ra được bí quyết, nhận ra được những sự để dỗ màu nhiệm của Ngài để dạy lại cho tất cả những người con của mình, dạy lại cho cho cái vùng đất miền đất hứa mà mình đang được Chúa ban cho để xây dựng một hôn nhân, xây dựng một đời sống gia đình một cách hạnh phúc và đẹp ý muốn của Chúa cha. Cảm Ngài rất nhiều Chúa con. Cùng cầu nguyện cho một sư Sinh Đai, một sư Ruslan là những người là cha thuộc linh của một sư Cường cha, để những gì mà một sư Sinh Đai, một sư Ruslan những người sẽ dạy chúc phước cho một sư, những người sẽ dạy dỗ những điều về chức vụ sứ đồ và tiên tri, nó sẽ là sự nền tảng vững chắc cho một sư Cường, và sư Cường sẽ hướng dẫn chúng con cha, để chúng con cùng trở nên những người thầy, trở nên những người dạy dỗ cho những người khác cha. Và Chúa con, Ngài đã nói với chúng con rằng ta dựng nên đồng người để giống theo hình ta và tượng ta, để quản trị muôn loài, để sinh sản đầy dẫy khắp đất cha. Xin Ngài giúp con để cho những gì mà Chúa cho chúng con cha ơi, những gì mà Chúa ban tặng chúng con cha ơi, chúng con làm cho nó sinh sản ra cha, chúng con làm cho nó đầy dẫy khắp đất cha, về các để các sự chức vụ, về sứ đồ tiên tri, về các chức vụ, về giá trị nước, về xây dựng nước trời, về chức vụ, về việc thay đổi các hội thánh toàn cầu cha. Chúng con sẽ rao giảng về những sự dạy dỗ, những sự bày tỏ của Ngài ra khắp
thế gian này cha ôi, để cho nhiều người được biết đến, để cho ôi công việc Chúa nó được sinh sâu nảy nở cha ôi, và cho ánh sáng nó sẽ được chiếu trên những nơi tối tăm sơ, và nó sẽ nuốt lấy tất cả những điều tối tăm trong thế gian này cha ôi, để con người chúng con được mở mắt ra ôi, để nhìn biết được chính đời sống của mình, nhìn biết được mục đích của mình ôi, nhìn biết được mục đích sứ mạng của nhân loại cha ô ô, vì tất cả những gì mà dựng này ngài dựng nên cha ô, tất cả đều có mục đích hết cha ô, nó không phải là cái gì đó ô, nếu chúng con chỉ nhìn nó như là một cái gọi là sai lầm của loài người, hay là sai lầm của quỷ sứ gì đó, nhưng mà tất cả mọi thứ đó đều nằm trong vòng tay của ngài cha ngài quản lý hết tất cả, và ngài cho mọi việc xảy ra theo ý muốn tốt đẹp của ngài cha và ngài và ngài cho con biết rằng chúng con cần phải làm gì, chúng con cần phải hiểu được những mục đích tất cả những điều mà Chúa đã tạo ra cho để chúng con không có gọi là để chúng con hiểu rõ ngày nhiều hơn, để chúng con nhận biết ngày nhiều hơn, để chúng con không còn mờ tối ở trong sự thiếu hiểu biết của mình cha ôn, cảm ơn rất nhiều Chúa con ôi, xin ngài giúp đỡ chúng con cha ơi, để chúng con học tập thật nhiều từ ngài cha ôi, để chúng con không bị diệt vì cớ chúng con không hiểu biết cha ơi. Ôi chúng con phải học thật nhiều từ ngài cha, lắng nghe thật nhiều lời dạy của ngài cha ơi, ôi mở mắt mở tai mình ra cha để nhìn biết cách thức của ngài cha ôi, để biết mà làm theo những gì ngài dạy bảo chúng con ôn, cảm ơn rất nhiều Chúa con ôi, con chúc phước lên tất cả những người những người đang là những người được Chúa đặt để chăm sóc và chiên của ngài cha tất cả những vị mục sư trên thế giới cầu xin ngài giúp đỡ họ để họ cũng ngày càng nhận biết Chúa nhiều hơn, và ngày càng nhận biết về cách mà vương quốc của ngài vận hành cha để làm theo những gì mà cha trên trời chúng con làm, và làm theo như vậy cha chúng con sẽ không làm được gì nếu mà không nhìn thấy được Chúa cũng con làm hành động cha chúng con sẽ không làm gì hết nếu mà chúng con không biết được đường lối của ngài cha, nên xin ngài giúp chúng con cha ôi, xin ngài giúp những mục sư những người đang được Chúa giao phó dẫn dắt đồng chiên của ngài cha ôi, để họ nhận biết ngài nhiều hơn, để họ nhận biết được cách thức của ngài cha ô, và hiệp lại với nhau cha ơi, để cho khi mà thân thể Chúa vận hành một cách trơn tru, vận hành một cách có liên kết chặt chẽ cha thì chúng con sẽ hoàn thành được những gì mà Chúa đã giao phó cho tất cả các cơ đốc nhân, tất cả những người đã tin nhận ngài cha xin ngài giúp đỡ chúng con cha xin ngài thương xót để chúng con chúng con được ở trong nơi thánh của ngài, được ở trong sự hiện diện của ngài cha để được đến trước mặt ngài và lắng nghe những sự hướng dẫn của ngài cha cảm ngài rất nhiều Chúa con xin ngài ở cùng với tất cả những vị mục sư, những người giảng dạy lời của Chúa ở Việt Nam cha để họ cũng mở lòng mình ra cho để nhìn biết được cái công nhìn biết được kẻ thù của mình cha nhìn biết được trận chiến mình cần phải đánh cha để họ không chỉ đánh với những gọi là thế lực của Satan, với lực của các thần ở trên trời nữa cha, nhưng mà họ còn nhìn biết được cách và đánh những nhân linh của những cái con người Babylon cha để cứu lấy họ ra khỏi, cứu lấy linh hồn của họ ra khỏi cái sự kiểm soát của Babylon cha ơi, và đánh diệt tất cả những sự chống đấu nào của Babylon cha để cho cái nơi trú ẩn của Babylon đó, cái nơi mà trú ẩn của những hang ổ của các tà thần đó nó sẽ bị diệt cha và cùng những con người trong đó sẽ được tự do cha ơi, và sẽ được đến với Chúa cha ơi cầu xin ngài hãy mở mắt hãy hướng dẫn hãy bày tỏ những cái sự sau nhiệm của ngài cha để cho những người mục sư, những vị lãnh đạo ở Việt Nam sơ họ không còn gọi là chỉ biết rao giảng về sự tin lành của sự cứu rỗi cho con người đã xa, nhưng mà họ biết cứu rỗi cả vùng đất, cứu rỗi cả môi trường của những con người đó sinh sống cha, còn nếu không cha ơi, nếu chúng con chỉ cứu lấy những con người cha họ họ sẽ bị chết vì cái môi trường nó quá độc hại cha nếu chúng con không xử lý cái môi trường đó cha thì dù chúng con có cứu sống những con người trong đó thì họ cũng sẽ gọi là ngốt ngõi trong cái môi trường mà
không trong sạch trong các môi trường mà nó đầy ô nhiễm đó cho cầu xin Ngài hướng dẫn con, hãy mở lòng và tai mở tâm trí của những vị mục sư cha ơi, để cho họ nhận biết được những điều đó cha ô, để họ biết mà đứng lên ô dẹp bỏ tất cả những điều trái với lẽ thật của Ngài cha ô, đứng lên để công bố những lời tiên tri hay những lời mà Chúa giao phó cho để cho ô, để cho tất cả những người mà làm điều gian ác đó họ phải thấy xấu hổ cha ô, để cho tất cả những người làm những điều sai trái chống lại lễ thật của Ngài họ bị cao trách cho ô, để họ biết mà ăn năn tấm lòng của mình cha ô, Chúa con xin Ngài giúp đỡ hướng dẫn chúng con cho ô, con giao phó ô tất cả những con người ô, cũng chính chúng con đây ô, những người mà họ Ngài gọi chúng con là ô, những người sẽ là làm chủ này để học cha ô, chúng con là những người sẽ dạy dỗ, những người sẽ xây dựng. Ô nay xin Ngài cũng hãy chúc phước trong mỗi chúng con cha ơi, để chúng con ô vừa học mà chúng con cũng vừa biết bày tỏ những điều này ra cha ô, để chúng con thực hành những gì điều mà chúng con học cha ô, cảm ơn rất nhiều Chúa con. Ô con dâng lên Chúa tất cả điều cha ô, và con phục nguyện danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ô, con cảm tạ ơn cha yêu dấu của chúng con cảm tạ ơn Ngài Ba Ngôi Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con, cảm tạ ơn Ngài Chúa ơi, Ngài đã ban cho chúng con những mục sư để Ngài qua đó chúng con được Ngài ban cho chúng con những mục sư Chúa ơi, Ngài đặt để những sự khôn ngoan, những sự khôn ngoan, những sự thông sáng, những sự khôn ngoan trên mục sư của chúng con Chúa ơi, để qua đó chúng con được lắng nghe những điều khôn ngoan, chúng con được mặc những bản tính khôn ngoan hơn Chúa ơi. Cảm ơn Ngài rất là nhiều. Qua thời gian học chúng con đã được lắng nghe những sự tốt đẹp mà Ngài đã ban cho chúng con Chúa ơi. Cảm ơn Ngài rất là nhiều Chúa ơi. Cảm ơn Chúa vì những sự khôn ngoan của Ngài đặt để trên mục sư của chúng con, mà chúng con được trở nên nhu mì khiêm nhường hơn Chúa ơi. Chúng con biết rằng bản thân mình yếu đuối không thể làm được gì hết, và qua đó chúng con biết rằng năn trước Ngài để vinh hiển là cho Ngài, để nhường lại tất cả những sự mạnh mẽ của Ngài trên đời sống của chúng con Chúa ơi. Con cảm tạ Ngài rất là nhiều, con cầu nguyện cho mục sư kính yêu của chúng con Chúa ơi càng thêm khôn ngoan hơn nữa Chúa ơi, để qua đó ông có thể dạy dỗ được không những chỉ chúng con thôi, mà ông còn dạy dỗ được trên đất nước Việt Nam của chúng con Chúa ơi. Đó là lấy những lời khôn ngoan của Ngài Chúa ơi đặt ở Ngài giao bảo cho tất cả đất nước Việt Nam của chúng con cùng toàn thể châu Á của chúng con nữa Chúa ơi. Qua đó Chúa ơi, qua đó tin lành của Chúa lan rộng lên khắp cả thế giới này Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa Chúa ơi. Hallelujah, 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 hallelujah. Ôi Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa, con biết ơn Chúa rất là nhiều, cũng con cảm ơn Chúa, biết ơn Chúa rất là nhiều khi mục sư Rút Lam cùng sứ đồ trưởng Sunday Chúa ơi. Cảm tạ ơn Chúa, qua đó chúng con biết được ngọn nguồn Chúa ơi, để chúng con được biết ơn tất cả những người mà qua đó, qua sự dạy dỗ đó mà mục sư của chúng con nhận được, và chúng con cũng nhận được từ mục sư Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa, con cầu nguyện chức vụ sứ vụ của những bậc trưởng lão mà đi trước, đưa trước mục sư của chúng con đó, mà qua đó mục sư chúng con cũng được nhận lãnh lời của Ngài đó Chúa ơi, cũng nhận được những điều tốt đẹp, lời chúc phước chúc lành của chúng con Chúa ơi, là những lời chúc phước mà Ngài biến đổi trong đời sống của chúng con, là lời chúc phước của một người con đến với Ngài Chúa ơi, ăn năn và mong muốn được trở nên được người con ngoan đó Chúa ơi. Thì con lấy lời chúc của một người con ngoan trên tất cả mục sư đó Chúa ơi. Cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa an ủi động viên Chúa ơi, xin Chúa xoa bóp tất cả các cơ thể của các mục sư của chúng con, cho thân thể của các mục sư của chúng con được mạnh khỏe để phục vụ hầu việc Ngài Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Chúa Chúa ơi. Hallelujah, hallelujah. Con cũng cầu nguyện cho các mục sư mà con không biết xưng tên, nhưng con biết rằng Chúa ơi qua đó Ngài đặt để có sự khôn ngoan trên họ mà chúng con chưa thể nào nhận được từ nơi họ, thì con xin Chúa cũng mở tấm lòng của chúng con để cho chúng con khi nghe tất cả những mục sư khác được, cũng được nhận được những sự khôn ngoan của Chúa đặt để trên đó Chúa ơi. Con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều vì Ngài đổi mới tấm lòng của chúng con Chúa ơi, để cho chúng con biết khiêm nhường, hạ mình trước Chúa Chúa ơi, hạ mình trước thẩm quyền của mình Chúa ơi, hạ mình trước quyền phép của Ngài Chúa ơi. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Hallelujah, 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 hallelujah. Ôi Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa, con cũng cầu nguyện chúc phước cho tất cả các anh chị em của chúng con trong nhóm dòng thờ phượng này hiệp lại cùng với Ngài đó Chúa ơi. Con cầu nguyện cho
những anh chị em của chúng con trong dom này cũng được nhận được cơ nghiệp của mình và cũng lấy được những điều khôn ngoan của Chúa để giao giảng tin lành nước trời của Ngài cho con cái của mình, cho gia đình của mình, cho tất cả những người lân cận và tất cả những cơ nghiệp của mình nữa, Chúa ơi. Con cảm ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ơi. Hallelujah, con cảm tạ ơn Chúa, con phúc phước cho chính bản thân mình nữa, Chúa ơi. Và con sẽ được vâng lời và ngoan ngoãn hơn nữa trong sự học tập lắng nghe lời của Ngài, Chúa ơi. Con cảm ơn Chúa vì con biết rằng con đã chưa được thông sáng khi làm ra các bài tập, nhưng Chúa ơi, Ngài yêu mến những ai tìm kiếm Ngài, và Ngài chính Ngài đã ban điều đó trên đời sống của con, và Ngài cũng đang biến đổi con để con trở nên được lắng nghe lời của Ngài nhiều hơn. Con xin Chúa cảm ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ơi. Cảm ơn Ngài đã nhiều, Ngài đã không kể tội lỗi của con mà Ngài ban cho con sự khôn ngoan của Ngài trong đời sống của con để con biết ăn năn đón nhận Ngài, biết bản thân mình yếu đuối để đến với Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và con hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 Lạy Cha kính yêu, Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con. Con kêu cầu với Ngài vì Ngài nhận lời con. Xin Chúa nghiêng tai nghe lời cầu nguyện của từng anh chị em chúng con. Con tin Ngài là đấng giải cứu như ai nương náu mình nơi tay phải của Ngài. Xin Ngài bày tỏ sự nhân từ lạ lùng của Ngài trong những ngày sau hốt này trên các mục sư, các linh mục, các nhà truyền giảng, các sứ đồ, các nhà lãnh đạo để họ nhận biết lời lẽ thật của Ngài và đem lời Ngài công bố khắp nơi để con cái Ngài nhận biết mà ăn năn sám hối. Con cầu xin Chúa bảo vệ những người mục sư, những sứ đồ, các nhà truyền giảng, các nhà lãnh đạo dưới bóng cánh của Ngài. Xin gìn giữ họ khỏi những kẻ áp bức họ, những kẻ thù vây quanh họ. Xin Thánh Linh Ngài vây phủ họ, một bước chân họ ra đi, đem sứ mạng mà Ngài đã đặt để nơi họ, để nhờ sự công chính của Chúa ban qua họ, để dân Ngài tỉnh thức vào thời kỳ sau rốt này. Chúa ơi, xin ban Thánh Linh soi lòng, mở trí, mở tâm linh cho con dân Ngài sớm trở về với Ngài để nhận biết sứ mạng tiền định mà Chúa đã cho mỗi người chúng con từ lúc sáng thế. Chúa ơi, xin nguyện xin dầu của Ngài đổ trên giáo sư Cường của chúng con để ông được Ngài dạy dỗ và được Ngài bày tỏ trên ông, để ông cũng biết chia sẻ cho chúng con nữa, Chúa ạ. Xin Chúa chăm sóc, gìn giữ ông trong công việc giấy tờ theo thánh ý của Ngài. Con tin một khi Ngài đã sử dụng ông thì mọi việc không có gì cản trở Ngài được. Con cảm tạ ngợi khen trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Amen. 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 Lạy Cha, Cha yêu dấu của chúng con, chúng con tôn cao danh thánh của Ngài, tình yêu cao cả của Ngài mà Ngài tuôn đổ không ngưng nghỉ trên đời sống của chúng con đây. Trời ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Hôm nay chúng con cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo và tâm linh, và những giáo sư, mục sư, những nhà truyền giảng, linh mục. Chúng con cầu nguyện cho giáo sư Cường của chúng con. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha đã nuôi ông, nuôi dưỡng ông một thức ăn, đó chính là Chúa Giêsu. Và chính Chúa Giêsu đã ăn thức ăn, đó là làm theo ý của Cha, là đấng đã sai Chúa Giêsu để hoàn tất các công việc của Cha. Chúa cũng ở trong ông và đổ đầy thần khí của Chúa cho đời sống của ông, để trung tín theo Chúa tới cùng, để hoàn tất những điều mà Chúa đã giao cho ông. Chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa những khó nhọc, những lao công, những nước mắt mà ông đã đi trước để cho chúng con là những người đi xe theo sau để hưởng những cái phần phúc đó. Như Chúa đã nói với chúng con là có những người đã gieo
đã gieo trồng, chúng con chỉ cần đến mà gặt hái thôi. Họ đã lao công để mà lấy những cái tinh hoa của Ngài cho chúng con. Thì cũng vậy, con cũng biết dùng, tận dụng những thời gian mà Chúa ban cho chúng con, để cho chúng con học tập và chúng con để cho Chúa tô luyện chúng con, dạy dỗ chúng con, bởi vì tương lai chúng con cũng là những người mà công bố lời của Ngài, để giao truyền tin mừng vương quốc của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa, Chúa đã tín nhiệm chúng con, và xin Chúa cũng chúc lành và chúc phúc trên đời sống của giáo sư Cường của chúng con đây. Chúng con cũng cầu nguyện cho sức khỏe của ông, cho đời sống tâm linh của ông, để mà tình yêu của Chúa luôn nồng cháy trong ông. Ông cần tình yêu của Ngài, tại vì chỉ có tình yêu của Ngài là một động cơ lớn lao để ông mới hoàn tất được sứ vụ, sứ mạng của ông chưa ạ. Và chúng con cũng vậy, chúng con là những người cũng nối tiếp theo để dòng chảy của Chúa chảy qua ông, qua chúng con, và truyền tải sứ mạng tiền định của Chúa cho những người mục sư sau này. Chúa ơi, sắp tới đây chúng con cũng gặp gỡ rất là nhiều những giáo phái, những mục sư, những nhà truyền giảng tháng 9 này, cho chúng con gặp gỡ một số tốt người. Chúa ơi, chúng con không có gì ngoài Chúa cả, chúng con chỉ có Chúa thôi. Chúng con đem chính Chúa, lời yêu thương của Ngài, bản chất của Ngài và vương quốc của Ngài mà Ngài đang tập tành cho chúng con qua giáo sư đây. Chúng con có điều gì mà Chúa dạy dỗ cho chúng con sẽ tận dụng tất cả những điều mà Chúa dạy dỗ cho chúng con là bản chất của Ngài, vương quốc của Ngài. Và chúng con có được quyền trưởng nam mà từ trước tới giờ chúng con cũng không biết. Và những ngày tháng còn lại này Chúa đang tập tành cho chúng con biết cầm gây gậy sắt, biết đường lối của Ngài và để làm đúng theo ý Ngài. Chúa ơi, tai của chúng con được mở ra, tâm trí của chúng con được Chúa Thánh Linh soi rọi, tấm lòng của chúng con mềm mại để cho Chúa huấn luyện chúng con thời gian này. Chúng con đem vương quốc của Ngài để mà chiếm lãnh tất cả những cái nơi mảnh đất mà cơ nghiệp của chúng con, để chúng con chiếm đoạt những các dân, các nước, các linh hồn về cho Chúa. Chúa ơi, cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo tâm linh ở Việt Nam cũng vậy, bởi vì dân tộc Việt Nam là cơ nghiệp của chúng con. Xin Chúa đổ thần của Ngài và thức tỉnh cho các nhà lãnh đạo giây phút cuối cùng này, để cho giáo sư, tất cả những người có chức vụ trong hội thánh phải tỉnh lên để tiếp nhận quyền trưởng nam, không làm phụ Chúa nữa, bởi vì quyền trưởng nam là Chúa ban cho những lãnh đạo đó đã nhận được những lớn lao, thì phải tất cả những điều mà Chúa truyền dạy phải trong một tâm tình của Chúa. Chúa nói hãy có tâm tình của Ngài. Chúa ơi, xin cho họ lấy cái tâm tình của Chúa để họ phục vụ, chứ không phải phục vụ theo ý riêng nữa. Họ xin Chúa cho họ, cho đoàn chiên của Chúa biết ăn một thức ăn nguyên chất, thức ăn tinh tuyền, đó là lời lẽ thật của Ngài, lời hằng sống của Ngài, để cho họ, toàn dân của Chúa cũng chiếm đoạt được cơ nghiệp của mình. Chúa ơi, xin Chúa thương xót, chúng con cần sự thương xót của Ngài đổ xuống trên các nhà lãnh đạo, các mục sư, các nhà truyền dạy, Chúa ạ, cho các linh mục. Biết đâu Chúa cũng đã thương yêu chúng con, thì chắc chắn Chúa cũng sẽ thương yêu dân trong công giáo nữa. Chúa ơi, còn biết bao nhiêu người chưa nhận biết Ngài, và các linh mục họ đã chạm tới lời mà họ đang mù lòa trong tâm linh. Chúa ơi, chỉ có quyền năng của Ngài thì đập vỡ được cái lòng chai đá và cái sự u mê, Chúa kéo cái màng mờ ra khỏi mắt của họ. Chúa ơi, xin Chúa thương xót đến những con người ở trong tôn giáo. Chúa ơi, chính tôn giáo
đã ngăn chặn để cho dân Chúa không đến được với Chúa. Chúa ơi, họ cho đi học vòng vòng và ăn những thức ăn tạp, linh hồn của họ dần chết dần. Chúa thương xót chúng con, cần lòng thương xót của Ngài như Ngài đã thương xót chúng con vậy. Và khi chúng con đã tiếp nhận Chúa thì chúng con biết ý thức được và dùng tất cả những điều mà Chúa ban cho chúng con, những năng quyền mà Chúa ban cho chúng con, để chúng con không phục Ngài, để mà chiếm lại các dân các nước và lấy lại linh hồn về cho Ngài, lấy lại vinh hiển về cho Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa rất là nhiều trong đời sống của chúng con. Chúng con cần sự khôn sáng của Ngài, cần tâm trí đổi mới của Ngài hàng ngày hàng giờ. Chúa ạ, để cho cao rồi chúng con thấy được thời gian quá hạn hẹp, một ngày qua đi quá là nhanh. Chúa ơi, con không muốn để phí phạm thời gian của Chúa nữa. Một ngày mà con không sắp xếp công việc làm thì thời gian rất là trôi nhanh. Những thời gian đó là của Chúa, cho chúng con cũng biết xin lợi ra, để là chúng con là những con người đầy tớ trung tín. Ngày cuối cùng chúng con biết có những điều gì để chúng con giải bày cho Ngài. Chúng con không muốn một nén chúng con chôn vùi đi. Chúa ơi, xin Chúa thương xót chúng con và ban cho chúng con, tập luyện cho chúng con và đánh trận chiến này một cách toàn thắng, bởi vì Chúa toàn thắng ở trong chúng con. Con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. 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 Anh chị em nào cầu nguyện được không? Hallelujah. Chị bé, em Thủy cầu nguyện không? Jesus, con khát cầu Ngài. Chắc em Thủy không có lên tiếng, đang ru con. Ru con. Chị bé ơi, chị bé nghe được không? Chị bé cầu nguyện được không? Chị bé ơi. Chị bé khỏi đau họng chưa? Muốn can đêm mây dây trong con, chẳng có ai để làm con thỏa lòng, chỉ với Cha đầy ấy tâm này, lòng còn mong thêm nữa nơi Cha, lòng còn mong được nữa nơi Cha, lòng còn mong được nữa nơi Hoàn con trong tim nào, lòng con mong Cha, lòng con mong được nữa nơi Cha, hoàn toàn không tìm kiếm nơi nào, chỉ mong từ Cha, thiên từ Ngài. Giêsu con khát khao Ngài, nguyện Cha đến đầy dẫy trong con. Chẳng có ai làm con thỏa lòng, chỉ với Cha đầy dẫy tâm này, lòng con mong thêm nữa nơi Ngài, lòng con mong được nữa nơi Cha, lòng con mong được nữa nơi Cha, hoàn toàn không tìm kiếm nơi nào, chỉ mong từ Cha, thêm từ Ngài. Amen. Chúa ơi, ô đa sĩ cơ đơn vị điều Chúa ơi, chúng tạo Chúa vì ngày hôm nay, ô tất cả chúng con đều khát khao Ngài, Chúa ạ, chúng khát khao Ngài trong tất cả mọi sự, khát khao Ngài trong cả lời cầu nguyện, Chúa ạ.
là cầu nguyện chúng con đều đẹp ý Ngài. Chúa ơi, xin căn dư tạ ơn Chúa vì Ngài tiếp nhận chúng con như Chúa đang có, và Ngài nhìn chúng con qua huyết Chúa Giêsu, Ngài nhìn chúng con qua Chúa Giêsu Christ. Chúa ơi, ô vì Đức Chúa Trời vừa giúp chúng con thì ai nghịch cùng chúng con được? Ngài đã không tiếc con một, Ngài vì cớ chúng con hết thảy phó con ấy cho thì Ngài chẳng tiếc một sự cùng con đó. Ô Ngài tiếp nhận được anh chị chúng con, Chúa ô tiếp nhận con, tiếp nhận ô anh chị Hậu Hương, anh chị Trung Chi, ô em Thủy, ô chị bé Sakadabangru, em Hiền, ô em Hiến, ô Nam Anh, Chúa ơi, Sakadabangru trong vòng tay yêu thương Ngài, Chúa ô đã Sakadabangru, ô đã Sakadabangru huấn luyện với chúng con, ô để như ô những chiến sĩ cầu nguyện của Chúa, những người cầu thay của Ngài, Chúa người đứng ở nơi đổ nát của Ngài cầu thay ô cho tất cả mọi người, cho dân sự, cho quốc gia, cho dân tộc, Chúa ơi, Ngài huấn luyện với anh chị chúng con, ô như những linh mục, những ô vì Ngài chính là giám mục linh hồn chúng con, thì Ngài ô cũng khiến chúng con giống như Ngài để huấn luyện chúng con thành những người ô biết chăm sóc cho dân sự, biết chăm sóc cho mọi người, Chúa ơi, ô như là linh mục, giám mục ô của quốc gia, giám mục của lĩnh vực nào đó, giám mục của hội thánh hay giám mục của một thành phố, ô cùng châu lục nào đó, Chúa ơi, ô vì cơ nghiệp chúng con rất lớn, Chúa ạ, ô đặt ra chức vụ mục sư, chức vụ chăn bầy, chức vụ lãnh đạo hội thánh, nó chỉ là một trong những cái công cụ để Ngài Ngài thi triển cái chức vụ đó qua chúng con thôi, Chúa ơi. Ô đã dạy cái đó nó không phải là mục đích của tối thượng của chúng con, Chúa ạ. Mục đích tối thượng chúng con là vương quốc của Ngài, vương quốc của Ngài, Ngài và sự đến của Ngài, Chúa ạ. Ô đã dạy cái đó bắt đầu cho đến sự cầm bởi video circle. Ô đã dạy cái đó để tất cả các chị chúng con cũng như tất cả lãnh đạo hội thánh, Chúa ạ. Họ không bị ràng buộc vào trong cái chức vụ đó, ô theo cách hiểu thông thường của tôn giáo, Chúa ơi. Ô để họ cứ tưởng rằng đó là sự kêu gọi đời đời của họ. Ô đã ra trên em mà đấy vẻn vẹn chỉ là ô một cái giai đoạn nhỏ nào đó trong đời sống của họ mà thôi. Vẻn vẹn đó chỉ là cái công cụ phương tiện để Đức Chúa Trời có thể thực hiện sứ mạng của họ mà thôi. Chúa ơi, Shakada Barabudisi Enti Kanambarabudisoko Dei Kanambarabudisoro Ora Shakada Barabudisoko nguyện lời Ngài, Chúa ơi, thần Chúa đổ đầy trên tất cả lãnh đạo hội thánh, Chúa trên mục sư, Chúa ơi, bao phủ tất thảy cái sự lõa lồ trần truồng họ, Chúa ơi, vì tất thảy chúng con đều là loài người cả, Chúa ơi, chúng con không phải là Đức Chúa Trời, chúng con được gọi giống Ngài thôi, nhưng chúng con vẫn chưa được giống Ora Shakada, chúng con còn trong xác thịt trong thời gian này, Chúa ơi, Ora Shakada vì đấy chúng con nhìn thấy là những sự yêu đuối của nhau, cho nhìn thấy những sự trần truồng lõa lồ của nhau, Chúa ạ, ô và bao phủ nhau trong tình yêu của Chúa, bao phủ nhau trong lời cầu nguyện này, ô nguyện lời cầu nguyện chúng con là trong trái tim của Chúa, lời cầu nguyện chúng con, ô ở bên hữu Chúa Cha, Chúa ạ, nguyện lời cầu nguyện chúng con, ô ra xuất phát từ lòng của Ngài bởi Thánh Linh, ô ra sacrabibishi enteleporokuru, ô chính Chúa Giêsu cầu nguyện trong chúng con qua chúng con, Chúa ạ, cho tất cả các lãnh đạo hội thánh. Shakadabu, Chúa Giêsu ơi, Ngài ô là mục sư chúng con, Ngài biết được tất thảy ô là giận chúng con yếu đuối thế nào, Chúa Ngài từng trong xác thịt, Ngài biết được xác thịt của mỗi mục sư chúng con là yếu đuối thế nào, Chúa ô là Shichikadabu, ô chúng con phải bị cám dỗ trong rất nhiều sự, Chúa ơi, ô là trong sự ăn uống, trong sự ngủ nghe, ô trong ô là giải ca sách báo phim ảnh, Shichikadabu, trong mọi công việc, ô là giải ca trong mọi tư dục, ô là giải ca thậm chí trong mọi tình dục xấu xa nữa, Chúa ơi. Trong cái ý nghĩ tư duy, ô trong lời nói hành động cảm xúc không đúng, Chúa ạ, sakadabudu nhưng nguyện thần công bình thần thiếu đốt của Ngài, Chúa ạ, ô tẩy uế tất cả chúng con, tẩy uế ô các lãnh đạo hội thánh, Chúa ạ, ta khỏi tất thảy cái tư dục xấu xa đó, Chúa ơi, ô giúp tất cả anh chị em chúng con ô đóng đinh xác thịt tình dục dâm dục mình trên thập tự giá để cho bước theo Thánh Linh của Ngài, ô ra sakadabudu tất thảy mọi ham muốn xấu xa, Chúa tất thảy mọi cái tư dục ô ra saga của Babylon ô còn sót lại, xin Chúa xuất diệt ta khỏi tất cả lãnh đạo của hội thánh, ô khỏi con, khỏi tất cả chúng con, Chúa trong danh Chúa Giêsu, hallelujah, sakada con đuổi huyết Chúa Giêsu Christ trên các lãnh đạo hội thánh, Chúa ô con có bố huyết Chúa Giêsu Christ trên ô sứ đồ trưởng Santa Rosa, ô trên cha thuộc linh của con, ô ra saga con công bố huyết Chúa Giêsu Christ trên mục sư tiên tri Ruslan Serbuk, Chúa là lãnh đạo thuộc linh của con, Chúa sakada babylonsoko trên gia đình, Chúa Oroso Kodekanamarabibrisen Shrikanabibrisen Oroso Kodekanabibrisen Oroso Kodekanabibrisen Oroso như là người
giữ đền của ao Bê Thiết Đa, Chúa ơi, Shakarababri, chúng con cũng bao phủ họ, chúng con cũng mời họ xuống tắm ở ao Bê Thiết Đa của Ngài, Chúa ơi, chốn khuấy động ao Bê Thiết Đa này trong lời cầu nguyện này, và và đưa họ xuống ao Bê Thiết Đa, Chúa ơi, để tắm rửa sạch sẽ, Chúa ơi, chính chúng con được tắm rửa, tất cả các lãnh đạo, các mục sư của chúng con cũng được tắm rửa. Lời nhà thương xót của Ngài, sự thương xót đầy dậy của Ngài, trời ơi, thương xót Ngài, yêu đời đời của Ngài, yêu vô biên của Ngài, Chúa ơi, sẽ cả là bà thiên cả chúng con, để cho ngục lặng trong tình yêu của Chúa, ơn thương xót của Ngài, Chúa, và ơn thương xót của Chúa nó cứ chảy tràn trề trên đầu chúng con, chảy hết trên thân thể chúng con, Chúa, từ đầu râu của chúng con cho đến tận chốn áo của chúng con, Chúa, cho tận gót chân của chúng con, Chúa, đầy tóc của Ngài, đầy thương xót của Ngài, đầy sự xót thương của Ngài, Chúa, đầy sự nhân từ của Ngài, Cha ơi, hallelujah, cảm tạ Chúa, sự nhân từ thương xót của Chúa đầy lên chúng con, khiến chúng con có lòng kính sợ Ngài, Chúa, bởi vì thần Ngài cũng đầy dẫy trên mục sư chúng con nữa, Chúa. Ô ra sa ca đa Ngài khiến mục sư chúng con như là những người chân chiên tốt lành của Chúa. Ô ra sa ca đa ba đâm dư luận như là những người đẹp lòng Ngài, Chúa. Ô Ngài đặt họ trong chức vụ chăn bầy, Ngài đặt họ trong chức vụ giao giảng lời Chúa Trời, Ngài đặt họ trong chức vụ nhìn lên và trụ lẽ thật, Chúa ơi. Ô ra sa ca đa ba đâm dư luận, Ngài đặt họ trong việc cai quản nhà của Ngài, Chúa. Ngài đặt họ trong việc mà chăm sóc bầy đàn Chúa và cho đồ ăn đúng giờ, Chúa ơi. Ngài đặt họ trong việc mà nấu đồ ăn, và chuẩn bị đồ ăn cho các đầy tớ, Chúa ơi, Ngài đặt họ những quản gia trụ tín trong nhà của Ngài, Cha, nguyện ân điển thương xót của Ngài, nguyện nguyện tình yêu lòng nhân từ của Chúa, nguyện ơn phước thiêng liêng Ngài đổ đầy trên các lãnh đạo chúng con, Cha ạ, trong danh Chúa Jesus Christ, trên gia đình họ, Chúa ơi, nguyện Ngài chính là nhu cầu của họ, nguyện Ngài Sakadaba chính là sự trợ giúp của họ, nguyện Ngài chính là sức lực toàn năng của họ, Cha, trong danh Chúa Giêsu, hallelujah, Adaparasichi, nguyện là đồn lũy cao của họ, Chúa, ra ra nguyện mọi danh thánh thiêng liêng của Ngài, Chúa, được sáng tỏa trên đời sống của các mục sư chúng con, Chúa, trên Sư San Arazua, trên tiên tri mục sư Ruslan, Chúa, trên tất thảy các lãnh đạo, mục sư của hội thánh đại sứ quán nước trời ân phước cho dân tộc, Chúa, để thực sự mỗi chúng con là đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Ngài trên trái đất này, trong danh Chúa Giêsu, và cũng như trong quá sáng tạo nữa, Cha ơi, hallelujah, hallelujah. Ngợi khen Cha, ngợi khen Cha nhân từ hay thương xót, Chúa ơi, hallelujah, and the building in Chile, lạy Chúa, chốn cầu nguyện và khai phóng ra cả tư duy, chiến lược tư duy sáng tạo, ra ra cả tư duy phân tích, Chúa, tư tổng hợp, trên các mục sư của chúng con, Chúa ơi, trên các đại đạo hội thánh, để họ có tầm nhìn của Ngài, để họ có cái nhìn phân tích như của Ngài, Chúa ơi, ra ra bởi vì lời Chúa nói rằng phần chúng con có ý của Đấng Christ, về phần chúng con có sự khôn ngoan của Đấng Christ, về phần chúng con có tư duy của Đấng Christ, Cha, để tất thảy các lãnh đạo hội thánh có mục sư chúng con, Cha, được dẫn dắt trong và họ được đổi mới trong thần linh, họ đổi mới trong tư duy của mình, Chúa, bởi vì Chúa phán chúng con là phải mặc với tâm trí mới, phải đổi mới tâm trí để thử muốn thử xem ý muốn tốt lành đẹp lòng trọn vẹn Ngài thế nào, Chúa, chỉ khi đổi mới tâm trí thôi thì mới có thay đổi được, mới có hiểu được ý muốn của Ngài mà làm theo, Chúa. Chúa thay đổi tâm trí của tất cả các lãnh đạo của chúng con, Chúa, cũng như toàn bộ chúng con, Chúa, dạy dỗ chúng con trong việc quản lý tâm trí của mình, Chúa, luôn đã có cái chiến trường thuộc linh chúng con, để trong tâm trí chúng con không có rác rưởi, không có sự bẩn thỉu của con chim kèn kèn, của cái tà linh, nó có thể bám đậu được, Chúa, mà hủy tất thảy những cặn bã đó, hủy diệt tất thảy các tư duy bẩn thỉu
gai góc và nô lệ đó trả trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Để tâm trí chúng con chỉ là nơi ở cho Thánh Linh của Ngài. Tâm trí chúng con Sakadabe chỉ cái nơi mà Thánh Linh của Ngài vận hành. Ô Thánh Linh của Ngài hoạt động Chúa ạ. Tâm trí chúng con là một cả cái bãi chiến trường. Ora Sakadabe nhưng mà nó đầy dẫy sự chiến thắng của Ngài Chúa ơi. Ora Sakadabe tâm trí chúng con là cái nơi mà Thánh Linh của Ngài hành động cái tự do Chúa để tất thảy các tư tưởng tư duy của Chúa, tất thảy các đường lối chiến lược của Ngài Chúa ra được khai phóng cho chúng con Chúa, để cho con hiểu biết muốn của Chúa, để cho con xứng đáng cảnh ngồi đồng bàn với Chúa, đồng cai trị với Ngài Cha ơi. Con công bố ân điển Ngài trên tất cả anh chị em chúng con Chúa, những mục sư tương lai của Chúa. Con công bố ân điển trong huấn luyện các mục sư lãnh đạo tương lai của Ngài, là anh chị em chúng con đã biết đặc nhiệm này Chúa ạ. Con có bố sự vượt trội trong tư duy, sự vượt trội trong ý tưởng, sự vượt trội trong cảm xúc, trong lời nói, trong hành động của anh chị em chúng con Chúa ạ. Đây bởi chúng con đã biết đặc nhiệm của Ngài, để tất cả anh chị em chúng con có thể là vào sâu và đánh bắt được những con cá lớn cho Ngài Chúa ạ. Để tất cả anh chị em chúng con Chúa ạ, khiến mặt trời mặt trăng phải tối tăm, ngôi sao thâu sự sáng Chúa ơi. Shakada babibili Chúa, con để tất cả công vua họ phải đứng lại khỏi ngai của mình, họ phải đứng lên, họ phải đứng lên. Shaka họ phải nghe những điều họ chưa từng nghe và họ hiểu điều họ chưa từng hiểu. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu. Nguyện thần không sáng tỏ ra của Chúa, soi đầy ngập trong lòng các anh chị em chúng con Chúa ạ, và tuôn đổ ra qua môi miệng anh chị em chúng con Chúa ơi, tuôn đổ qua sự dạy làm chứng của anh chị em chúng con Chúa ạ. Ô để khuất phục các vua, ô ra sa khuất phục các lãnh đạo, ô các hội thánh, ô ra sa khuất phục các thầy người nghe trong danh Chúa Giêsu. Ô như thế chúng Christ, ô ngài đã giảng dạy một cách ô vĩ đại thế nào Chúa ạ, ô ngài giảng dạy có quyền phép như thế nào Chúa ạ, thì tất thảy anh chị em chúng con ô lời cũng chia sẻ lời Chúa giảng dạy với quyền phép như thế, không như các thầy thông giáo, amen, không hội thánh, ô tôn giáo Chúa ơi. Shakadabudu olababudu shikadabababesechuri kuriche and para second churi kadabara boru koro city and second duri kadabara bara saka nguyện tất cả anh chị em con trong đạo biệt đặc nhiệm này nhận được cái quyền trượng của mình Chúa, đều nhận được dạy Joseph của mình, biết sử dụng nó đúng Chúa, biết sử dụng nó đúng chỗ đúng nơi Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu. Shakadabara xin Thánh Linh của Ngài dẫn dắt và chỉ dạy anh chị em con về bản chất của quyền trưởng tử Chúa ạ, mục đích quyền trưởng nam Chúa ơi, và huấn luyện các anh chị em chúng con sử dụng cái quyền trưởng nam đó một cách hiệu nghiệm nhất, một cách tối ưu nhất cha trong danh từ vì tất cả chúng con đều là con trưởng của Ngài, vì hội thánh của Ngài là hội thánh của con trưởng trên các tầng trời Chúa ạ. Đây vì vậy mà chức vụ con trưởng, địa vị con trưởng là chúng con không thể bỏ được Chúa ạ. Chúng con không có đánh đổi cái thứ ước vọng đời này, chúng con không đánh đổi như bắt canh đậu Chúa ạ, lấy quyền con trưởng đâu. Tất thảy cái nhu cầu chúng con trong thời gian này chúng con không đổi, chúng con quyết tâm không đổi, quyết định không bao giờ đổi cả Chúa ạ. Trong đội đặc nhiệm này chúng con giữ quyền con trưởng Chúa ạ. Con trưởng của mọi giá Chúa ạ. Vì vậy chúng con biết rằng cái quyền con trưởng này chính là cái cơ hội để chúng con bám chặt và hút chặt vào Ngài Chúa ạ. Cái quyền con trưởng này giúp chúng con hút chặt Ngài, bám chặt Ngài gấp đôi so với tất thảy các anh chị em chúng con. Amen. Chúa khác nữa Chúa ơi, dù họ có khát khao Chúa đến mấy Chúa, dù họ có đẹp lòng Chúa đến mấy Chúa, thì cái quyền con trưởng này của chúng con sẽ giúp chúng con gấp đôi cả những người đó nữa Chúa ơi. Amen. Cả trong bắt bớ, cả trong thử thách, cả trong sự nhục nhã Chúa, cả trong sự chết đứng Christ nữa Chúa ơi. Shakada bây giờ chúng con chấp nhận Chúa. Ô rô dây cả bảy ngày trong chúng con, ô đấng làm mọi sự trong chúng con, ô giúp chúng con, ô bên chúng con có thể làm mọi sự nhờ Ngài. Hallelujah, cảm tạ Cha. Shakada bây giờ ô đê pa ta, ô rô dây cả bây giờ ô chút ân điển cho chúng con, anh chị em chúng con trong đợt nghiệm này Chúa, để cầu nguyện trong tiếng lạ luôn luôn Chúa ơi. Ô không những chỉ chúng con cầu nguyện cho sự thông hiểu đâu Chúa, ô nguyện Thánh Linh của Chúa gây dựng cho chúng con trong khắp mọi nơi mọi chỗ Chúa, tất thảy các thời gian còn lại của cả ngày Chúa, 24 tiếng đồng hồ trong một ngày Chúa ơi. Ô Thánh Linh của Chúa giúp chúng con trong việc gây dựng chính bản thân chúng con.
Jealous đây cái ân tứ tiếng lạ, ân tứ thông thạo tiếng lạ chưa? Và các ân tứ thánh linh khác được khai phóng trong chúng con, qua chúng con, Chúa ơi, để gây dựng chính bản thân mình, và gây dựng thân thể Chúa, gây dựng mọi người khác nữa, Chúa ạ, gây dựng cả cơ nghiệp của mình nữa, Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Hallelujah. Con chúc phúc anh chị em chúng con khi ra khi vào, con chúc phúc gia đình anh chị em chúng con, chúc phúc cơ nghiệp anh chị em chúng con, chúc phúc nơi ở của anh chị em chúng con, chúc phúc cho hậu phương anh chị em chúng con, cho chúc phúc cho vợ chồng con cái anh chị em chúng con, chúc phúc cha mẹ anh chị em của tất cả anh chị em chúng con. Chúc phước cho miền đất, chúc phước cho cái nơi chân anh chị chúng đặt chân đến cho ạ, và tất cả nơi đó thuộc anh chị em chúng con, đó cơ nghiệp của anh chị em chúng con, để chúng con được cai trị nơi đó ở trong quyền trường nam của Ngài, để làm vinh hiển trong mọi sự. Hallelujah, cho con cảm ơn Chúa. Tất thảy mọi sự cần dùng cho sự tin kính đã được sẵn sẵn cho chúng con rồi, cho ạ. Cho con bước nhận lấy trong đức tin, cho bước nhận lấy Orasa trong sự thông hiểu. Thôi Chúa ơi, tất thảy nhu cầu của chúng con về sức khỏe, về tâm lý, về giấy tờ, về tài chính, cho ạ. Tất thảy nhu cầu của chúng con Sakada về mục vụ, tất cả nhu cầu của chúng con về sự nhận biết, cho đều học hành, đều được Ngài làm đầy dẫy, vì chính Ngài là nhu cầu chúng con, chính Ngài làm đầy dẫy mọi nhu cầu cần dùng chúng con. Anh Ngài Eshadai, danh Ngài Zire, sắm sẵn mọi sự cần dùng của tất cả chúng con y theo dầu có của Ngài ở nơi biển trong Chúa Jesus Christ. Hallelujah, cảm tạ Cha, cho yêu Ngài, thật là yêu Ngài, cho hôn Ngài, cho trong danh Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Cảm tạ Chúa. Thầy ạ. Vàng có nghĩa gì? Để sẽ Hallelujah. Đang chúng ta đang chờ chúng ta. Có gì tâm sự đi. Đang. Đức. Mặc một phần sự. Hallelujah.